Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và ngày hôm nay thì khá là vui anh em ơi. Vừa đi đánh boss đại xong cái xây sang Akalon thì trên livestream anh em cũng thấy luôn. Thì cũng khá là ổn định, rất là đã luôn anh em ơi. Nói chung là sang boss cả trăm con không ra gì. Sẽ đợi về bãi chan thì được một cái đôi giày top 39, khăn lôi 30, sinh lực 100. Trời ơi, một đôi giày nhiệt chắc chắn với anh em này. Các anh em giờ đang nhìn vào phải nhíu anh em. Ok, khai giao dịch anh em xem. Đây, ạc thí của Khải này anh em. Đây, ạc thí của Khải hay sang boss này. Thằng này thì xếp mình bánh 8 nè. Đó. Rồi còn Thiếu Lâm, Khải cũng xếp mình bánh 8. Cũng đi chan thôi. Chan hân xui nó ra đồ nè. Khải cho Thiếu Lâm với thằng Thiên nó cất bót đó. Cũng khá là ok. Đây. Cho anh em soi đôi giày luôn. Thì anh em đôi giày này không có gì còn gì để chơi nè. Đôi giày này đánh sập. Chơi sập server vẫn gọi là no. Giày này vẫn gọi là no 1 server nè. Thôi thiệt anh em luôn. Trừ khi đồ tím nó ra thì chỉ thua cái đồ, cái dòng đó là dòng chuyển hóa sát thương. Nếu anh em có ép thêm đồ tím chuyển hóa sát thương thì nó chỉ thua cái dòng chuyển hóa sát thương thôi. Còn cái giày này đánh sạch cho vợ. Quá đẹp. Rồi ok. Đó, Khải muốn khoe anh em một tí thôi. Đó, đôi giày này thì Khải cắt rồi tí nữa ra bán thôi anh em. Ngon ngon thì đôi giày này Khải nắm nó phải hơn 15 đến 20 kim anh em, ít nhất là 12 chục kim. Đôi giày này quá chắc cho giờ đang luôn, giờ đang quyền luôn. Giờ đang quyền thì được cái giày này 30, đặt tóc 38 nữa anh em. Sinh lực này cao nữa, vãi nồi, không gì nữa mà chơi được. Rồi ok, cắt đôi giày ra tính tiếp. Rồi ok, đây. Đó, đồ VIP Khải sẽ đợi đây nha. Mà cái đồ Khải chưa bán được đây. Cái nỏ này, giày này. Rồi ok. Anh em xem đừng quên cho một like nha anh em ơi. Một like chia sẻ video nha anh em. Có đồ gì hot hoặc là mua món đồ nào hot Khải sẽ soi cho anh em xem.